Mebo CMS là ứng dụng phần mềm đa chức năng được áp dụng vào quản lý các doanh nghiệp đa ngành với từng hạng mục chuyên dụng: quản lý kho, quản lý bán hàng, quản lý tài chính và quản lý nhân sự. Mebo CMS là ứng dụng phần mềm được thiết kế tích hợp tất cả các chức năng mà người dùng cần có để quản lý cửa hàng và doanh nghiệp của mình. Đầu tiên, người dùng có thể quản lý sản phẩm của mình qua chức năng quản lý sản phẩm. Chức năng quản lý sản phẩm cho phép người dùng tạo lập và quản lý danh mục hàng hóa không giới hạn số lượng mặt hàng, cũng như không hạn chế ngành hàng. Từ đó, người dùng có thể tự do điều chỉnh các loại mặt hàng theo ý muốn của mình, cũng như là quản lý hàng hóa kinh doanh một cách dễ dàng. Tính năng POS, điểm bán hàng và quản lý đơn hàng cho phép người dùng tạo lập đơn hàng mới, thực hiện thao tác chốt đơn và thanh toán với khách hàng, đồng thời theo dõi được chi tiết tình trạng hiện tại của đơn hàng, giám sát được quá trình kinh doanh và chốt đơn kỹ càng hơn. Tính năng quản lý kho hàng bao gồm cả nhập kho, xuất kho và tồn kho, sẽ giúp cho người dùng kiểm soát được số lượng và tình trạng tất cả các sản phẩm mà mình đang kinh doanh. Ngoài chức năng nhập kho, tại đây còn có chức năng hỗ trợ người dùng như là chức năng kiểm soát hàng chưa nhập kho và kiểm tra lượng hàng tổng nhập kho trong một ngày. Xem chi tiết số lượng tồn kho và giá trị tồn kho. Qua đó, việc quản lý kho hàng của người dùng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, người dùng còn có thể quản lý luôn phần cơ sở, vật chất và trang thiết bị của công ty tại tính năng vật tư. Ở tính năng này, chúng ta có thể phân loại và kiểm tra tình trạng của thiết bị được sử dụng tại công ty. Chúng ta còn có tính năng quản lý thu chi, hỗ trợ người dùng quản lý chặt chẽ lượng doanh thu và chi phí ra vào của công ty. Chúng ta có thêm một sổ quỹ để quản lý lượng tiền ra vào trong ngày và một công nợ để quản lý công nợ của các khách hàng nợ công ty theo hóa đơn và công nợ của nhà cung cấp theo đơn nhập hàng. Tính năng báo cáo kinh doanh giúp cho người dùng theo dõi được từng hạng mục, doanh số, lợi nhuận theo thời gian, theo sản phẩm. Đồng thời, chúng ta còn có chức năng theo dõi doanh số ngoài kho dành cho các sản phẩm được bán nhưng không nằm trong kho hàng. Người dùng có thể xem báo cáo theo ngày, theo tháng, theo quý hoặc theo năm, và còn có thể theo dõi báo cáo theo biểu đồ và chỉ số. Hơn nữa, Mebo CMS còn tích hợp tính chức năng xem báo cáo qua điện thoại, giúp người dùng thuận tiện kiểm tra kết quả kinh doanh mọi lúc mọi nơi, tại mọi thời điểm, để có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng và kịp thời, đẩy nhanh hiệu quả kinh doanh của mình. Một số tính năng khác mà Mebo CMS đem đến cho quý khách hàng, đó chính là tính năng quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý các đơn vị vận chuyển đối tác của mình. Và đồng thời còn có tính năng quản lý các chương trình khuyến mãi, marketing hỗ trợ thúc đẩy bán hàng một cách tối ưu và hiệu quả nhất. Với phần mềm bán hàng Mebo CMS, chúng ta có thể tự tin và sử dụng một cách an tâm để giải quyết các vấn đề kinh doanh một cách nhanh chóng và dễ dàng, đúng không nào? Với giao diện phần mềm đa nhiệm, bố cục rõ ràng, không gây rối mắt, giúp người dùng dễ thao tác trong quá trình sử dụng. Tốc độ xử lý lệnh nhanh, dữ liệu được backup an toàn, cài đặt và chạy tốt trên mọi Windows, dung lượng cài đặt nhẹ, không gây hại cho máy tính, miễn phí sử dụng và cập nhật các tính năng mới liên tục cho người dùng. Hãy nhanh tay download và sử dụng phần mềm Mebo CMS cho cửa hàng của bạn để có thể quản lý doanh nghiệp thông minh, tiết kiệm chi phí và kinh doanh hiệu quả hơn.
truy cập vào trang web mebocms.com để được tư vấn và hỗ trợ cài đặt miễn phí.